thấy cả đàn lạ qua thấy nghe sức dặn. Thì tới đây mới thực sự là phản xạ thụ động. Còn ở đây còn phản xạ giác quan. Tâm thần khôn thì là nhận thức có lợi, ở đây tạm xem là tâm thần thánh. Để chuyển tiếp qua đây là tâm tâm phạm hay là tâm nhân. Bây giờ mình tóm tắt lại những cái đặc tính của nhận thức. Trước nhất là khi nói nhận thức là bắt buộc phải có cái sự hiểu biết rõ ràng đầy đủ mới gọi là nhận thức. Khi nói hiểu biết rõ ràng đầy đủ, nó bao gồm luôn cái ba cái khâu: thực hành nhiều lần, ghi nhớ và trình bày lại. Trong đó nó bao gồm đó là cuối cùng nó phải là hiểu biết rõ ràng đầy đủ. Cái hiểu biết đầu tiên đó, nó chưa có rõ ràng đầy đủ, trải qua cái thời gian thực hành thực tập nhiều lần thì nó mới càng rõ ràng hơn, rồi ghi nhớ nó mới là hiểu biết rõ ràng và trình bày lại được, nó mới tô đậm nét vào cái chỗ hiểu biết rõ ràng đầy đủ đó. Cho nên mình chỉ cần nói hiểu biết rõ ràng đầy đủ là nó bao gồm tất cả bốn giai đoạn. Ngoài ra hiểu biết cái gì nó phải phải có một nội dung cố định chứ không phải biết chung chung. Đó là cái đặc điểm của cái nhận thức, phải có một nội dung cố định. Cái nội dung này nó nằm bên trong nhận thức, gọi là nội tại chứ không phải là dính mắc vô một đối tượng. Khi nào nó biết đối thức á, thì nó mới dính mắc cho đối tượng. Cái này là bắt buộc khi mình nói là nhận thức phải là nhận thức về một cái gì chứ không có nhận thức chung chung. Đây là một cái điểm đặc biệt của nhận thức, phải có một nội dung.
Và cái nội dung đó nó phải nằm bên trong cái nhận thức. Cái nhận thức này thì cái nội dung nó ở trong này, tức là có một cái gì đó, về một cái gì đó nó nằm bên trong nhận thức, thì cái này gọi là nội tại. Nội tại là bây giờ nó đã có sẵn ở bên trong cái nhận thức của mình rồi. Mình hiểu biết về cái gì, hiểu biết về một vấn đề, một đối tượng, một người hay là một sự vật, chứ không có cái nhận thức mơ hồ. Ngay cả những cái chủ đề trường tượng như là chân như không dầu nữa, trong chân như có cái gì không? Không. Trong không có cái gì không? Không. Trong quyển có cái gì không? Không. Không. Cũng không có gì hết. Ba cái chủ đề đó không có gì trong đó, mà mình phải nhận biết rõ ràng về ba chủ đề đó, mà ba chủ đề đó không có cái gì chứa đựng bên trong đó. Nên cái vấn đề là như vậy. Thì khi mà mình gọi là thể nhập chân như là cái gì? Chân như bây giờ là một cái đối tượng, là một cái chủ đề để dùng công, tức là nó ở bên ngoài mình. Thể nhập chân như là ta và đối tượng nhập lại là một, ta và đối tượng là chủ đề nhập lại là một, có nghĩa là đem cái chân như này nó nội tại trong nhận thức, nó phải nội tại. Và đây là nhận thức. Giờ đó là nhận thức không lầm. Cái vấn đề là vậy. Mình đi vào bằng chân như thì mình sẽ kinh nghiệm chân như định. Mình đi vào bằng không thì khi nó nội tại không thì đó là không định. Mình đi vào chủ đề quyển, khi cái quyển nó nội tại trong nhận thức của mình thì đó là quyển định, hay là như quyển tâm hội. Trong khi đó cái biết nó có cần có nội dung không? Không. Không cần có nội dung. Nó khác là như vậy đó. Cái biết là cái biết tổng quát, toàn diện, không có một cái nội dung nào cố định gọi là biết. Ví dụ như một người bạn nào đó đã hỏi với anh có biết cô Ngọc ở trong khóa 4 này không? Cái người đó nó biết có cô Ngọc vậy thôi, cho nên là cái biết mơ hồ tổng quát thôi. Hỏi cô nó thích ăn cái gì, bún riêu hay là bún quần quế, cái người kia nó không biết, tôi không biết rõ. Thì vậy là chưa phải là có nhận thức, chỉ là cái biết thôi, chỉ cái tên thôi. Biết có nhiều khi còn không biết mặt người nữa, không biết người đó biết tuổi người đó ở đâu, thì đó là cái biết thôi, nó mơ hồ, đơn giản, không có nhớ gì hết à. Còn khi nó nhận thức á, thì là phải biết hết rõ ràng đầy đủ về một người hay về một vật thì mới gọi là nhận thức. Mà làm sao để mình có nhận thức về một cái gì, một sự kiện, một người, thì phải có tiếp xúc, là phải có xúc, tức là phải có giác quan. Tiếp xúc với đối tượng thì ở đây gọi là xúc. Từ xúc thì đưa tới thọ. Phải có xúc mới thành lập được nhận thức, hay là phải có thọ mới thành lập được nhận thức? Đó là cái bước đầu hiểu biết, học hỏi và thực hành, thì phải có xúc hay là phải có thọ.
Rồi cái thứ tư là phải có ghi nhớ nè, phải có ký ức nè. Không có ký ức thì tất cả ba cái động cơ này bông xóa hết. Ký ức nó mới ghi lại được ba cái bước này, không có ký ức thì ba bước này ghi không. Bây giờ cô ôn lại về đối tượng của nhận thức. Hồi nãy mình biết là phải có một đối tượng, một nội dung cố định. Bây giờ mình xem các loại đối tượng. Có bốn loại đối tượng. Thứ nhất là đối tượng có mặt. Thứ hai là đối tượng nhắm mặt. Thứ ba là đối tượng siêu hình. Và thứ tư là đối tượng siêu quần. Ví dụ như cái bình bông này ngày hôm qua nó tươi, ngày hôm nay nó có lại nó héo rồi, lá nó không ai tưới rồi. Ngày hôm qua mình thấy cái chậu này có đẹp tới, nó tươi hơn. Ngày hôm nay mình cũng nhìn cái chậu này nó không có được tươi là ngày hôm qua. Đó là đối tượng có mặt. Nhưng mình biết là đây là quy luật vô thường, hay là mình biết là tại vì không có ai tới cho nên nó héo, là quy luật gì, cái nhân và quả, không ai tới cho nên nó héo đi rồi. Thì khi mình nhận ra quy luật vô thường hay là nhận ra quy luật tương quan nhân quả, hai cái quy luật đó không có phải bằng giác quan mà bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ mình nhận ra quy luật vô thường. Không biết quý vị có nhận ra từ đó không? Quy luật vô thường. Hoặc là mình nhìn cái mình nhận ra nó vô ngã, nó do nhiều nhân nhiều duyên nó hợp lại, nó thay đổi luôn, nó không có cái gì thực chất cố định, nó là vô ngã. Mình, khi mình nhận thức vô ngã, cái đó là đối tượng nhắm mắt. Và mình chỉ nhận ra qua trí tuệ thôi. Mình học hỏi, mình hiểu như vậy, đó là cái nhận thức mà đối tượng nhắm mắt.
đối tượng siêu hình. Siêu hình là cái gì mà không có thiệt ở trên đời này, nó chỉ có trong trí tưởng tượng thôi, gọi là siêu hình. Cái chữ là metaphysics đó là siêu hình. Ví dụ như là chính tầng địa ngục thì mình đâu có biết địa ngục ra làm sao đâu, mình chỉ tưởng tượng là cảnh địa ngục thôi à, đó là siêu hình. Hoặc là mười phương thế giới chư Phật, mình cũng đâu có thấy được bằng mặt, bằng tay, bằng sức cảm gì đâu, mà mình chỉ có trong cái đức tin của mình, trong cái trí tưởng tượng của mình thôi, đó là đối tượng siêu hình. Nó hoàn toàn không có thật, tại vì mình không có nắm bắt được qua giác quan, thì người ta gọi đó là đối tượng siêu hình. Còn đối tượng siêu vượt, cái chữ siêu vượt đó là cái chữ transcendental, tức là nó vượt lên trên thế gian, nó cao hơn thế gian thì gọi là đối tượng siêu vượt. Thì đối tượng siêu vượt đó là chân như, chân như hay là không, đó là đối tượng siêu vượt. Có nghĩa là nó không phải là hiện tượng thế gian, cũng không nắm bắt được qua giác quan, nhưng nó là những cái thực tại có thật trong nhận thức không lời. Tức là qua cái nhận thức không lời, mình mới nhận ra được chân như hay là không. Như vậy, chân như hay là không là những cái thực tại siêu vượt. Nó không có trong tâm người phàm phu, mà nó có trong tâm người giác ngộ, thì gọi là thực tại là siêu vượt. Còn siêu hình là hoàn toàn không có thể. Siêu hình thì mình chỉ nhận biết qua đức tin hay là qua trí tưởng tượng thôi, gọi là siêu hình. Thì trong cái con đường tu tập của mình á, mình chỉ sử dụng có ba cái loại đối tượng thôi, tức là đối tượng có mặt là mình dùng pháp như thật, mình nhìn thấy cái đang là, đó là mình nhận thức đối tượng có mặt và chỉ nhận biết y như nó, có cái giác quan của mình thôi. Và mình đã sử dụng cái thứ hai là đối tượng gián mặt qua những chủ đề thiền quán vô thường khổ vô ngã, đó là mình nhận thức đối tượng gián mặt. Và cuối cùng là mình sử dụng cái đối tượng siêu vượt, tức là mình thể nhập chân như hay không hay quyển, đó là đối tượng siêu vượt. Nhưng đồng thời cô học, cô hiểu Đức Phật dạy cái bàn này nó vô thường, nó thay đổi luôn, thì cái nhận thức vô thường là đối tượng gián mặt. Cô ôn lại về bài nhận thức, bây giờ cô khai triển là thêm một chút. Tới 11 giờ thì sẽ chấm dứt, hay là nhiều hơn chút nữa cũng được, rồi chiều lại tiếp nữa đó. Tại vì cái bài nhận thức này nó quan trọng lắm. Tới đây chắc là cái gì cũng tạm được rồi ha. Nhất là những người đã học rồi thì biết hết rồi, chưa có gì mới. Cô giảng, quý vị nghe cô giảng thấy không?
Nghe cô giảng bây giờ có nhớ chút chút không? Biết chút chút không? Biết chút chút rồi, tại vì đã học mấy năm rồi. Nhưng mà bây giờ cô lên cô kêu quý vị trình bày về mình hiểu như thế nào về nhận thức. Ví dụ như cô kêu chừng 5 người, thì 5 người đó trình bày giống không? Giống nhau không? Sao kỳ vậy? Cũng học chung trong một lớp mà. Nghe cô giảng một thứ mà khác nhau phải không? Là đây là cái phần là nghe nè, nghe giảng nè, thì có một thứ là vô trong cái não bộ của mỗi người. Rồi bây giờ cô kêu trình bày ra thì khác nhau hết đó. Tại sao? Tại sao vậy? Cô giảng sáng giờ một thứ cho mấy chục người này, tại sao giờ cô mời lên trình bày lại khác nhau hết vậy? Khả năng nhận thức tức là cái não bộ nè, nghe hiểu giống nhau không? Giống không? Hiểu biết cũng khác nhau nè. Rồi ghi nhớ có giống nhau không? Có ai bị mất ký ức chưa? Ký ức cũng khác nữa nè. Thấy không? Rồi trình bày ra có giống nhau không? Cũng không giống nhau. Đúng rồi, trình bày là cũng khác. Cái vai trò của não bộ quan trọng lắm. Khi mình nghe nó thành lập, nó có chức năng thành lập nữa, cái gì mình thích á thì mình mới nhớ. Cái gì mình không thích mình không nhớ, phải không? Rồi cái khả năng sắp xếp thứ tự nữa. Hồi sáng giờ cô giảng nhiều quá, có nhiều người vô nó lộn xộn, nghi cấp nó lộn xộn một thứ đó. Còn có người tự nó sắp xếp có thứ tự rồi, trước nhất cổ định nghĩa, rồi trước nhất rồi cổ nó thành lập nhận thức, rồi cổ nó trình bày các loại nhận thức khác nhau, rồi cổ phân biệt giữa cái biết và cái nhận thức, phải không? Đó, phải từng phần ghi nhớ theo thứ tự như thế nào nữa, thì những cái đó mỗi người mỗi khác đó nè. Rồi có người nghe hiểu thêm cái gì nữa, thêm những kinh nghiệm riêng của mình nữa. Còn có người nghe rồi từ đây nó qua bên đây đi luôn, không ghi nhớ. Thì tất cả những cái này mình gọi là cái căn cơ đó quý vị, gọi là cái căn cơ khác nhau. Đó là cái khả năng hiểu biết, tiếp thu hay là ghi nhớ khác nhau, gọi là căn cơ. Cho nên đọc kinh phát triển gì thấy sau một bài kinh, một bài pháp, có người đắc quả thứ nhất, có người đắc quả thứ hai, có người đắc quả la hán đó, có người không được gì đó, hiểu chưa? Tùy căn cơ của mỗi người. Làm sao nghe mà nhận thức của tâm phòng thu á thì nó lộn xộn lắm, phải không? Nghe bằng cái tâm thế gian này nó lộn xộn lắm hả? Nghe vô rồi suy nghĩ là này cũng nó đúng không hả nghe? Rồi nhớ chuyện đời xưa, rồi nghĩ tới chuyện vọng tưởng lăng xăng đó thì đâu có nghe rõ ràng, phải không? Đó là nghe bằng cái tâm thế gian. Còn nghe làm sao mà ngộ đạo? Là nghe bằng cái chỗ cái tấm nghe nè, rót vô thì nhận ra được rõ ràng. Mà rồi nghe bằng cái tấm nhận thức nữa nè, đó thì nó mới là đắc quả là hắn đó. Đó là những cái trường hợp mà ngộ ở thiền thiền cô có giảng hoài còn mấy lớp mới có tu đắc rồi đó. Nhưng như vậy tùy theo căn cơ mà mình hiểu biết, mình thành lập nhận thức. Bây giờ cô giảng thêm một điểm nữa. Mình sống tới giờ này mấy mươi tuổi rồi ta?
tức là những cái năm mình đã trải qua mà gọi là quá khứ, phải không? Quá khứ mình cất giữ trong ký ức của mình, mình có bao nhiêu loại ký ức? Ký ức dài hạn nhiều lắm. À, thứ nhất là ký ức vận hành. Cái vận hành nó nằm đây nè, trên nhiều tiền trái. Những chuyện gì mới xảy ra nó ghi nhớ trong cái chỗ này gọi là vận hành. Chứ vận hành tức là đang làm gì hơn cái gì, chúng ta dịch ra là vận hành. Rồi mình có cái dài hạn. Những cái gì nó ghi nhiều lần đậm nét trong tâm thì gọi là dài hạn. Thì con hỏi quý vị nha, muốn thành lập cái nhận thức rõ ràng, sâu sắc thì nó ghi vô ký ức vận hành hay ký ức dài hạn? Đúng rồi. Làm đi làm lại nhiều lần nó phải ghi vô ký ức dài hạn thì nó không có quên. Ngoài ra mình còn có một ký ức nữa là ký ức xúc cảm. Ký ức xúc cảm này nó có cái tên nó là các nhà khoa học thì gọi nó là ký ức ngắn hạn, nhưng thực sự thầy nói nó là ghi những cái xúc cảm của con người, nó ghi trong chỗ ký ức này chứ không phải ký ức ngắn hạn. Thì đây là cái trung tâm gây nghiệp nè, những cái gì dồn nén uất ức buồn khổ nó ghi trong cái chỗ này gọi là amygdala, và khi nó gặp đối tượng thì nó buồn lên, nó tạo ra nghiệp ác, đó là gọi là ký ức xúc cảm. Đây là ba cái loại ký ức bình thường. Ngoài ra nó còn có một cái ký ức nữa là thầy gọi nó là ký ức tâm linh, là ghi những cái dữ liệu trên con đường tu tập tâm linh của mình. Đó là thầy nói nó là cái dùng pre-genius, là ký ức tâm linh. Dùng pre-genius nó nằm bên dưới của tấm nhận thức. Tấm nhận thức ở trên nó nằm ở bên dưới, ví dụ như đây là tấm nhận thức ở mặt ngoài thì nó là mặt trong này. Cả hai cái như mặt ngoài và mặt trong thì gọi là vỏ não. Thì cái dùng này nó ghi những ký ức thuộc về tâm linh, ví dụ mình thực hành thiền, những kinh nghiệm định với huệ nó ghi vô trong dùng genius. Ví dụ như mình thực hành mình kinh nghiệm 5 phút định, nó ghi như đây. Mình thực hành đều đặn mỗi ngày, cái ký ức về định đó, nó ghi ở trong dùng genius. Hay mình học mình hiểu chân như là cái gì, nó ghi vào đây. Và lúc đó là mình có cái nhận thức về chân như. Thì đây thầy gọi là ký ức tâm linh. Khi mình tu tập mình thành lập bản đồ nhận thức đó, thì nó ghi vào trong dùng genius. Thì bao nhiêu năm mình sống trong đời, biết bao nhiêu là sự kiện nó ghi ở trong trong cái ký ức của mình, nó ghi vào này. Ví dụ đây là cái kho ký ức của mình á, chuyện vui chuyện buồn, chuyện từ hồi nhỏ rồi lớn lên, rồi ở bên Việt Nam rồi qua thấy bên Mỹ hay mình đi cái nào, tất cả những cái đó nó ghi vô trong ký ức của mình. Thì khi nó ghi ra đây, mình có cái nhận thức rõ ràng. Ví dụ bây giờ nói về gia đình của quý vị đi, thế nên mình nói được tôi có mấy anh em, cha tôi thế nào, mẹ tôi thế nào, ông bà ngoại tôi thế nào đó, biết hết, kêu là nhận thức. Thì tất cả những cái sự kiện đó nó ghi vào trong ký ức của mình và mình có thể trình bày ra, cho nên gọi là nhận thức, mà đây là nhận thức cô đọng. Tức là nó nén lại ở trong ký ức của mình, gọi là nhận
tâm mình á. Ví dụ bây giờ cô nói quý vị lên đây kể lại về gia đình của mình đi, ngày xưa như thế nào thế nào, kể được không? Được. Kể tràn gian đại hải chứ phải không? Thiếu gì chuyện để nói, mấy mươi năm rồi mà đó. Nhưng mà bây giờ khi nó nằm im trong ký ức của mình á, thì mình có buồn có vui không? Không. Không. Mà khi mình đem mình kể ra thì cái buồn cái vui nó đi theo đi ra. Và tại vì ở đây lậu hoặc, mình giữ nó là cái lậu hoặc đó, hay là cái tình cảm xúc cảm đó, khi giận khi buồn khi thương khi ghét đó, nó nằm bên dưới bộ cái tâm. Mà khi mình kể ra thì nó thuộc về nhận thức có lợi. Thì những cái mớ bên dưới tâm này nó được việc theo lời để nó biểu lộ ra. Như vậy khi mình kể ra, nó là tâm bậc thánh hay tâm hồn khô? Hồn khô. Tâm hồn khô. Mà khi nó nằm yên trong ký ức, nó có lợi không? Không. À, nói lại là không lợi nữa nha. Khi nó là cô đọng thì nó không lợi. Khi nó không lời, nó tới làm cho mình buồn vui không? Không. Khi mình gợi lên, tức là mình chỉ cần ngồi mình suy nghĩ, nhớ lại những chuyện trong quá khứ này, là cái tâm xúc cảm của mình nó cũng khởi lên liền. Qua cái chủ đề hồi đáp sinh học trong thiền, phải không? Nó tác động giao cảm liền, khi vui, khi buồn, khi giận, khi tiếc, khi thương. Vậy bây giờ quý vị có nhận ra cái chỗ mà dụng tâm chưa? Không. Ừ. Khi nó nằm yên trong ký ức, nhận thức cô đọng thì nó là không lời. Và lúc đó tâm mình yên lặng hay là lầm bầm? Yên lặng. Yên lặng hoàn toàn. Nó không có tác động được tâm mình khi nó nằm yên trong quá khứ. Cho nên quý vị nhớ cái bài kinh Nhất Dạy giả không? Quá khứ không truy tìm. Được chưa? Ở đây là mình truy tìm nè. Ngồi cứ mơ tưởng hoài cái quá khứ là truy tìm á, thì cái tâm xúc cảm phải lên và nó trở thành là tâm hồn khô liền. Tại vì bên dưới của nó là cái máu, tình cảm xúc cảm và động vật cái sự tùy này. Thì cái con đường tu của mình là để cho nó nằm yên, quá khứ nằm yên. Và tương lai cũng vậy đó, để cho nó làm yên thì nó trở thành nhận thức cô đọng thôi à, và nó là không lời đó. Thấy cái cửa ngõ để tu tập chưa? Còn khi mình gửi ra là nó trở thành là tâm hồn vô. Như vậy có cần phải bôi xóa quá khứ không? Không. Có cần không? Làm sao bôi xóa được? Nó đã cất giữ trong ngày rồi, làm sao bối xóa? Nhưng mà đừng có gợi lại thôi. Hiểu chưa quý vị? Hiểu cái câu mình tu đó là như vậy đó. Nó đã lỡ có rồi, nó lỡ ghi rồi hết rồi. Những cái dấu ấn sâu đậm ở trong tâm, nó hạnh phúc hay là đau khổ, nó đã lỡ ghi một cách tự động trong ký ức rồi, làm sao bối xóa được? Mãi khi mình nhắc trở lại, mình nhớ trở lại là mình rơi vô tâm hồn vô. Thành thử mình cứ để nó nằm yên đi. Mà làm sao để cho nó nằm yên? Đừng nói. Không nói. Thì làm sao nó nói được. Hiểu chưa? Hoặc là mình sử dụng pháp nhân thực trong bây giờ và ở đây. Không có lợi là quá khứ. Đó. Lúc nào cũng sống trong cái đang là bây giờ và ở đây. Mà sống trong cái đang là sao? Giác quan tiếp xúc với đối tượng, chỉ giữ cái biết không lời. Tập hoài nó trở thành nhận thức không lời. Ban đầu thì nhận thức không lời như thật, dần dần nó trở thành nhận thức không lời như vậy thôi. Thì như vậy thôi, có phải gì? Mình đã tâm nhân rồi.
Hôm nay có câu hỏi gì không? Dạ không. Xong vậy thôi chúng ta hồi hướng chúng ta nghỉ nha. Thank you.
của chúng ta. Thì bắt đầu từ đây trí tuệ của mình nó cũng có phát huy, nó cũng có chút chút thôi, tức là cái tánh giác nó cũng kiến giải những cái gì mà mình muốn biết, những cái vấn đề giờ mình chưa có giải đáp được nó cũng có kiến giải, nhưng mà rất là ít. Thì đây là cái tập định thứ nhì, tức là nhị thiền hay nhị định, ngang bằng với cái tình định của Đức Phật đó là không tầm không tứ. Tuy nhiên mình đã biết là Đức Phật đã phát huy trí tuệ qua cái chỗ cái tâm ta là, tức là cái tâm như. Thì ở đây trí huệ muốn với Đức Phật lên nhiều hơn, nó mới kiến giải ra nhiều. Do đó cái mục tiêu cuối cùng của mình á là cũng phải kinh nghiệm được cái trạng thái của tâm ta thà, tức là trạng thái chân như của tâm, hay còn gọi là chân như định. Như vậy ở đây định này có nội dung, và cái định này không phải là cái biết nữa, mà là cái nhận thức không lời. Mà nội dung, có nội dung, đó là nội dung chân như. Nhận thức cái gì? Nhận thức về chân như. Đó là cái chủ đề chân như, nó nội tại trong cái nhận thức không lời, thì gọi là chân như định. Như vậy, cái định không tầm không tứ lên bước cao hơn, nó chỉ là cái khung thôi, cái nền tảng thôi. Khi có cái nội dung hay là một cái chủ đề thì cái không định không tầm không tứ nó mặc nhiên nó trở thành là nhận thức không lời. Tại vì khi có một cái chủ đề cố định thì cái biết này nó trở thành là nhận thức. Nhưng mà nãy mình so sánh giữa cái biết với cái nhận thức, nó khác nhau ở chỗ là cái nhận thức nó có một nội dung cố định, cái biết nó không có nội dung gì hết. Thì muốn phát huy trí tuệ sâu sắc hơn
thì phải kinh nghiệm cái trạng thái định sâu sắc hơn. Nhưng mà cái trạng thái tâm này vẫn là trạng thái tâm trống rỗng hoàn toàn, tĩnh lặng trống rỗng. Và cái mức độ tĩnh lặng trống rỗng này nó sâu sắc hơn là cái mức độ tĩnh lặng trống rỗng của cái định không động không tới. Tuy tâm vẫn là tâm trống không trống rỗng, nhưng nó có một cái nội dung, và nội dung đó là chân như mà mình đã học rồi trong lớp trung lớp hai bát nhã. Trong chân như không có cái gì đó, nó không có chứa đựng một cái gì ở bên trong cái chỗ này, cho nên gọi là chân như, tức là như thế, như vậy mà thôi. Tuy nó không có chứa đựng một cái gì trong nó, nhưng phải có chủ đề, và chủ đề này là cái chủ đề không có chứa đựng một cái gì. Phải có chủ đề nội tại trong nhận thức, nhưng chủ đề đó không chứa đựng một cái gì. Nếu nó có chứa đựng một cái gì đó, thì cái nhận thức này nó trở thành là có lợi. Cho nên mình học chân như, rất nhiều kinh điển giải thích về chân như, nhưng đó là ý nghĩa hàng lâm. Mình chỉ sử dụng có một cái ý nghĩa bình dân của chân như, nó là cái không tên. Không tên, không lời, không phẩm chất, không thuộc tính, tức là trong chân như không có một cái dấu vết gì hết, không có một cái đường nét, không có cái gì nằm bên trong chân như thì mới là chân như. Thầy đề nghị cái ý nghĩa thực sự cốt lõi để mình thực hành nó là cái không tâm. Như vậy làm sao để mà nhìn ra, để nhận diện cho được cái không tên, thì thầy mới hướng dẫn chúng ta là cái kỹ thuật là không nói, tức là không nói thầm. Không nói thầm thì mình sẽ nhận ra được cái không có cái tên gọi. Còn nếu mình có nói thì cái này nó không phải là cái không tên, nó có tên, có phẩm chất, có thuộc tính. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà trong kinh gọi là có pháp mà không pháp. Có cái pháp để thực hành là tạm đặt tên là chân như, nhưng mà thật ra nó không là cái gì hết, nó không chứa được một cái gì hết, cho nên gọi là có pháp mà không pháp. Cũng giống như vậy, cái chủ đề thứ nhì là chân lý tối hậu đó là không, thì trong không cũng không chứa được một cái gì, nó cũng rộng ràng như chân như. Về chủ đề thứ ba là nguyện, nguyện cũng là thật sự không có một cái gì. Cả ba chủ đề đó được xếp là chân lý tối hậu, là ba cái chủ đề thực hành để mà kinh nghiệm cái chỗ cái tịnh định cao nhất trong Phật giáo, tức là cái chỗ nhận thức không lời. Hãy nhận thức không lời về chân như thì gọi là chân như định, nhận thức không lời về không thì gọi là không định, nhận thức không lời về quyển thì gọi là như quyển định. Nó đơn giản như vậy thôi. Thì cái vấn đề của mình là làm sao cho cái chủ đề nó đi vào, nó nội tại ở trong nhận thức không lời. Đó là cái tiến trình mình thực tập gọi là thể nhập. Và đây thì mình đã chọn cái chủ đề chân như là thể nhập chân như.
kinh nghiệm chân như là trong cái lần là ngài chứng nghiệm về lý duyên khởi phát duyên sinh, thì trong cái trạng thái tâm như ngài nhận ra được chân như trước nhất, chỗ này nhớ không? Có nhớ cái chỗ này không? Nhớ không? Là quên rồi. Tức là ở trong cái chỗ là tâm nhận thức biết, ngài nhìn ra hiện tượng thế gian, đó là trong cái lần chứng ngộ thứ nhì, chứng ngộ về lý duyên khởi pháp duyên sinh đó. Đức Phật trở vào trong trạng thái tâm như để nhìn ra bên ngoài mình, thì tâm này là tâm bất động, hoàn toàn vắng lặng, khách quan. Thì khi mở mắt nhìn ra, thấy cái gì? Là thấy cái trạng thái bất động, tĩnh lặng, khách quan của bên ngoài mình. Tức là khi đó nhìn bao quát hết tất cả hiện tượng thế gian, thì ngài thấy cái trạng thái như thế của hiện tượng thế gian tạm đặt tên là ta tha tà. Ta là tà, ta tha tà là cái gì vậy, cái gì thế, hay là trạng thái như thế mà sau này mình dịch là chân như, tức là cái trạng thái chân như của hiện tượng thế gian. Tâm tĩnh lặng nhận thấy cái trạng thái bề ngoài tĩnh lặng của hiện tượng thế gian. Tâm bất động thì nhìn thấy cái trạng thái bất động của hiện tượng thế gian, tạm đặt tên là ta tha tà, tức là chân như. Như vậy Đức Phật bằng trạng thái tâm như nhận ra được cái chân như của hiện tượng thế gian. Bây giờ các vị tổ mới lấy cái thành quả này là cái trạng thái chân như để cho chúng ta thực hành. Làm sao để mình cũng nhận ra được cái trạng thái chân như của hiện tượng thế gian? Để làm gì? Mục đích là để mình phải ở trong tâm tầm như, phải ở trong tâm như mới nhận được cái trạng thái chân như của hiện tượng thế gian. Thì bây giờ chúng ta lấy cái chủ đề đây là cái kết quả của Đức Phật, nhưng mà bây giờ mình lấy nó làm chủ đề để mình hướng tới làm sao nhận được chân như. Có nghĩa là khi mình nhận được chân như thì cái tâm mình ở trong tâm như, mà chính là chỗ tâm như này nó phát huy trí tuệ siêu vượt này. Thì đây là cái mục tiêu cuối cùng của người tu, làm sao để thể nhập vào trong cái chỗ cái định bất động, hay là vào trong cái trạng thái tâm như để phát huy trí tuệ tâm linh. Thì bây giờ các vị tổ mới đem cái thành quả của Đức Phật này ra để làm một cái chủ đề cho mình nhắm tới để mình thực hành. Thì bây giờ cái chân như mặc nhiên nó trở thành là cái chủ đề thôi. Và làm sao để mình thể nhập? Thể nhập có nghĩa là ta và chủ đề nhập lại là một. Như vậy ta mà nếu cái ta có lời thì không được, phải là cái ta không lời. Cho nên ở đây nó là cái nhận thức không lời. Làm sao để đem cái chân như vào trong cái nhận thức không lời, gọi là thể nhập chân như. Và khi mình an trú ở trong chỗ này có nghĩa là an trú trong tâm như hay là tâm ta thả. Thì đây là cái con đường mình thực hành để làm sao cho chân như gọi là nội tại trong nhận thức không lời.
Cho nên mới nói chân như không phải là hiện tượng thế gian, nó nằm bên ngoài hiện tượng thế gian. Giác quan hay là cái tâm của cái biết có lời này, hay là nhận thức có lời, không thể nào nhận ra được chân như. Hiện tượng thế gian là bằng giác quan và bằng dùng ý thức, ý căn và trí năng nhận ra được thì gọi là hiện tượng thế gian. Thì chân như nó nằm bên ngoài hiện tượng thế gian, nó không do cái dụng này là cái dụng biết có lời nhận ra, mà phải là cái dụng không lời, mà phải là nhận thức không lời mới nhận ra được chân như. Cho nên chân như chỉ có trong nhận thức không lời. Thành thử nó có thật, người ta nhận ra được khi tu tập kinh nghiệm được cái tâm hoàn toàn trong không, hoàn toàn tĩnh lặng không lời thì sẽ nhận ra được chân như. Tại sao? Tại vì chân như là cái không tên. Nếu mình còn có lời, mình còn có tên thì mình không thể nào mình nhận ra được chân như. Do đó mới nói chân như là một thực tại. Thực tại tức là nó có thiệt, nó thường hàng bất biến. Và khi mình nhận ra được nó thì con người mình thay đổi hết. Thân tâm thay đổi, trí tuệ thay đổi, trở thành một con người mới, gọi là con người giác ngộ hay là con người tỉnh thức, không còn là con người còn vui nữa. Thành thử cái chân như gọi là một cái thực tại cao nhất ở trong Phật giáo, ngang bằng với không, tức là tánh không á, mình đã học rồi hết trong các lớp Bát Nhã dưới. Thì cái con đường tu tập của mình là con đường làm sao để mình nhận ra được chân như bằng nhận thức không lời. Như vậy cái con đường thực hành của mình nó có hai công việc phải làm. Mình phải làm sao kinh nghiệm cái không lời. Rồi mình phải hiểu ý nghĩa chân như là cái gì nữa. Có hai việc. Một việc thuộc về huệ, một việc thuộc về định. Hiểu chân như là cái gì thì khi mình giác mặt nó, mình mới biết đó là chân như. Còn mình không biết là cái gì hết thì làm sao được. Đó là thuộc về thiền huệ. Hiểu qua học hỏi, hiểu biết là có thể là nhận thức có lời. Ví dụ như quý vị nghe giảng, quý vị về suy gẫm, hiểu là được nó là cái gì. Đó là về huệ. Còn về định là phải làm sao kinh nghiệm tâm hoàn toàn không có lời của thầm. Mà cái bước thấp là định không tập không tứ, và lên bước cao là nhận thức không lời. Đó hai con đường đi cùng một lúc. Mà cô đố gì, con đường làm chủ tầm tứ là khó, hay con đường hiểu ý nghĩa chân như là khó? Cái nào khó? Hiểu ý nghĩa chân như. Hiểu ý nghĩa chân như. Hiểu ý nghĩa chân như. Dừng hết tầm tứ khó không? Con đường của định khó hơn. Con đường của định khó hơn. Là tại sao vậy? Cần thời gian, cần kiên nhẫn. Là tại vì trong đầu mình từ xưa tới giờ nó nói hoài, triền miên, lúc ngủ nó cũng nói lắm. Nói một ngày nói 24/24. Trong đầu mình lúc nào cũng suy nghĩ, tính toán, buồn vui, giận hờn đủ hết. Tới lúc ngủ mà còn mớ nữa. Còn làm chim bao nữa, thật ra đâu có khi nào mình được yên nghỉ đâu. Cho nên cái con đường chiến thắng tầm tứ khó là con đường của định. Còn học gì chân như mà hiểu ý nghĩa thì nó đơn giản hơn. Mình có thể hiểu bằng cái nhận thức có lời. Thì đây là cái con đường thực hành của mình, đi một lần hai thứ. Vừa hiểu ý nghĩa chân như, vừa phải trui rèn mình để làm sao kinh nghiệm cái không lời. Do đó thầy mới cho cái con đường đi là không nói, là để
đi vào cái chỗ không lời. Mình biết cái chỗ không lời này trong kinh gọi là Đa Thất Ca Ma Ca La đó. Quý vị nhớ cái từ này không? Hay là quên rồi? Nhớ không? Nhớ. Tức là ngoài lời, ngoài ngôn ngữ đó. Thì khi mình làm chủ tâm ngôn bằng cái kỹ thuật không nói, mình mới đi từ 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 để đi vào cái nhận thức không lời. Thì thầy mới hướng dẫn mình 7 bước để kinh nghiệm tâm la hà. Bây giờ cô nói cụ thể, khi mình muốn thực hành vũ đề chân như thì trước nhất mình phải hiểu ý nghĩa của chân như là cái gì. Mình gọi là nhận thức ngữ nghĩa. Cái điều này quan trọng lắm. Nếu mình không hiểu nó là cái gì thì làm sao mà mình biết là mình đã nhận ra được nó. Ví dụ như cái thiền đường này mà quý vị không biết nó ra làm sao, không biết địa chỉ với nó, thì giờ quý vị đứng trước cửa quý vị cũng không biết nó là cái gì, là đứng ở cái chỗ cái thiền đường. Cho nên cái ngữ nghĩa mình phải hiểu về thiền rõ ràng để khi mình thấy nó mình biết đúng rồi, thấy nó đó. Thì về cái ngữ nghĩa này nó có nhiều sắc thái khác nhau. Thường thường trong kinh điển thì gọi là ý nghĩa hàng lâm á, hay là ý nghĩa bác học. Có nghĩa là trong kinh điển thường thường giảng hay lắm, bóng bẩy, nhưng mà nó khó hiểu là tại vì mình sẽ không biết cách thực hành. Như quý vị đã học rồi, trong đó cũng như trong cách hai đó nhà. Trong hệ Bát Nhã hơn 600 bộ kinh mà đa số là nói về chân như và không, mà nói rất là cao siêu, đọc nghe rất hay. Ví dụ như Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề, ông thấy Như Lai như thế nào, ông dùng cái gì để thấy Như Lai, thì ngài Tu Bồ Đề nói: con thấy Như Lai không đến không đi, con thấy Như Lai không quá khứ, không hiện tại, không vị lai. Con thấy Như Lai không hình sắc. Con thấy Như Lai không âm thanh. Con thấy Như Lai không sinh không tử. Như vậy đối với vậy làm sao mà biết mà thực hành chân như. Khi nói chỉ Như Lai có nghĩa là muốn nói tới chân như đó, chứ không phải là nói đến Phật Thích Ca. Thì đó gọi là ý nghĩa hàng lâm là đúng, nhưng mà không biết cách thực hành. Còn ở trong kinh Phật Tự Thuyết, cái phẩm Bồ Đề, Đức Phật cũng có nói gì trong kinh nè. Đức Phật nói như thế này: có cái chú xứ, tức là có một nơi đó, có một nơi không có trời, không có đất, không có trăng, không có sao, không có người ta, không có cây cối. Ông mà đi tới được chỗ đó thì là ông giải thoát. Thì hỏi cái gì chỗ nào không trời, không đất, không trăng, không sao, là nó sẽ cái chân như trong đó không có gì hết. Chứ ở trong cõi đời này chỗ nào mà không trời, không đất, đó là những cái ý nghĩa hàng lâm ở trong kinh nói. Đúng chứ không phải đúng, nhưng mà nó quá cao siêu mơ hồ, mình không thể nào biết cách thực hành được. Đó là những loại ý nghĩa hàng lâm. Từ thời ở trong kinh điển đó, có một loại ý nghĩa đó là ý nghĩa lòng vòng. Lòng vòng các bạn nói hoài không, cũng không có ra được. Ví dụ như chân như chân là chân thiệt, là thật, như là như vậy,
hoặc là nói chân dân không có nhị nguyên, nhưng mà không nhị nguyên là cái gì? Không nhị nguyên là không đối đãi, không hai bên. Cho nên những cái ý nghĩa đó nói hoài cũng không có thể nào hình dung ra được chân dân là cái gì. Và có một cái nghĩa thứ ba là ý nghĩa bình dân. Ý nghĩa bình dân là cái cốt lõi của cái chủ đề. Thì đối với thầy, ý nghĩa bình dân của chân dân nó là cái không tâm. Thì khi học chủ đề chân dân, quý vị cũng hiểu tại sao mà nó là cái không tâm rồi, phải không? Hay có cần cô nhắc lại? Hả? Các bạn cũng nhắc lại tại sao mà thầy định nghĩa nó là cái không tên không? Có cần không? Hả? Không biết người mới. Quý vị nhìn nhìn lên đây đi. Chứ nhắc lại thì mất nhiều thì giờ cũng nhìn nhìn lên từng hàng đó. Chỉ dùng mắt nhìn thôi, không nói thầm, để đầu lưỡi chạm chân lên lưỡi dưới, cắt hết, không có nói cái gì hết trong đầu, mở mắt nhìn thôi. Hoàn toàn không có khái niệm gì trong đầu. Giờ diễn tả lại cái chỗ hồi nãy đi, cái chỗ hồi nãy mở mắt nhìn đi. Đúng rồi. Đâu có cho nói cái gì. Ai mà nói đây là cái mình bông à, đây cái bông hay cái trái thì là sai rồi đó. Nhưng mà mở mắt thấy không? Đấy. Thấy thì sao? Thấy vậy, vậy thôi. Đó, thấy như vậy thôi. Thì là cái chữ ba tha bà đó, thấy như vậy thôi à. Nói như vậy là như vậy, còn diễn tả ra là sai. Thì trong cái giây phút đó nó là cái không tâm, không hình dáng, không màu sắc, không phẩm chất, nó vẫn là nó y hệt, không có gì thay đổi. Nhưng trong tâm mình á, biết nó là như vậy thôi, không diễn tả ra, đó là cái trạng thái của cái không tâm. Như vậy khi mình hoàn toàn không nói thầm, không khái niệm trong đầu, mỗi người thấy cái không tên giống hay khác? Giống nhau. Thì thôi cũng vậy thôi. Người này thấy như vậy, người này cũng thấy như vậy, người này cũng thấy như vậy. Như vậy là như vậy, không có giống mà cũng không có khác. Mà dù cho bây giờ cô lấy kéo cô cắt hết, nó có nói tôi bị cắt không? Không. Vẫn như vậy thôi. Bây giờ đem cái này quăng thùng rác, nó có biết tôi bị quăng thùng rác không? Không. Không, mình cũng như vậy thôi. Cho nên cái như vậy là cái không bao giờ thay đổi, gọi là chân lý thường hàng bất biến. Chân lý cao nhất á, sợ nó đơn giản quá à. Phải không? Đúng không? Rồi bây giờ nhìn tới cái này đi, cũng nhìn cái cách đó, đầu lưỡi chạm trên mặt lưỡi dưới, còn nói gì ở trong đầu, nhìn cái này đi, thì sao, thì thấy như sao vậy? Cũng thấy như vậy thôi. Nó đâu có nói tôi là cái bàn đâu, cái này nó cũng không tự nói tôi là cái bình bông. Chỗ nào nói tôi là cái bình bông đâu, chữ nào đâu mà mình nói nó là cái bình bông? Ở đây cũng có là nó là nó thôi, tự mình đặt lên nó tên cái bàn, mình đặt lên nó là cái bình bông, nó là mình đặt, chứ chính nó không có tên đó. Con nhắc lại chút xíu để nhận ra cái chân như là cái như thế, cái như thế là cái không có tên gì hết. Khởi thủy khi nó có mặt trên đời, cho tới bây giờ, cho tới mãi mãi về sau, nó vẫn là như thế mà thôi, không thay đổi. Cái đó là cái bộ mặt thật của nó từ xưa cho tới bây giờ.
Người ta có cái trạng thái như thế không? Có. Đúng là. Ví dụ nhìn lên cô, chỗ nào nói tôi là chuyện như đó. Tại ông thầy ông đặt vậy thôi mà. Mình lấy ra những cái chủ quan của người khác dán lên cho mình, thì còn lại cái cuối cùng là như thế, là như thế mà thôi. Thì đó là tạm đặt tên là cái ta tha bà đó, chứ không đặt tên nữa thì không biết làm sao mà diễn tả. Cho nên phải tạm dùng lời để diễn tả cái chỗ hoặc còn không có lời. À, cái khó của những chủ đề bạc nhã là chỗ đó. Thì bây giờ trở lại đây, mình phải hiểu rõ ràng ý nghĩa cốt lõi của chân nhân là cái gì, để khi mình nhìn thấy nó, mình biết rồi đúng rồi nó đó, thì trong cái phần thực hành của mình chỉ dùng cái ý nghĩa bình dân mà thôi. Mình không sử dụng ý nghĩa hàn lâm hay ý nghĩa lòng vòng. Nhưng mà mình cũng phải biết, để khi mình đọc kinh sách, mình hiểu quý vị đó nói cái gì, thì mình biết đó là nói tới cái chân như. Nhưng khi thực hành, không có cần nhớ những cái ý nghĩa hàn lâm này, mà chỉ biết ý nghĩa bình dân để thực hành thôi. Làm sao thực hành? Khi mình biết nó là không có tên, thì mình không gọi tên, thì mình thấy cái không tên. Không gọi tên là sao? Thì yên lặng, không nói, không nói thầm ở trong não, là sẽ nhận ra liền nó đó, cái đó đó là nó đó, đó là cái tồn tại. Cho nên đây là cái định nghĩa để thực hành, nhưng mà nó cũng đúng với ý nghĩa thực sự của chân như. Và khi mình hiểu rõ ràng như vậy rồi, là ghi nhớ không bao giờ quên. Như vậy cái ý nghĩa định chân này nó tự động nó trở thành cái nhận thức không lời của mình về ngữ nghĩa chân như. Thì đây là nhận thức không lời về cái ý nghĩa chân như, nó chỉ là cái không tên thôi. Rồi sau khi mình hiểu ý nghĩa của cái chủ đề rồi, bây giờ mình bắt đầu mình thực hành, thì thầy đề nghị là thực hành cái phương thức không nói để làm chủ tâm ngôn, tức là không cho vọng tưởng khởi lên, thì mới thấy được cái không tên. Thì trong cái thời gian thực hành, mình thành lập thêm cái nhận thức về thủ tục. Thủ tục tức là trong cái thời gian mình thực hành thiền, cái gì làm trước, cái gì làm sau đó, thì khi nó cất giữ trong cái nhận thức rồi, thì mình không cần khởi lên suy nghĩ, không có cần bắt phải nhớ lại cái gì hết, mà chỉ làm theo thói quen thôi. Đó là nó trở thành nhận thức thủ tục. Thì mình thường thường mình thực hành trước nhất là mình thiền hành. Mình đi thiền hành 3 vòng đó, ở trong lớp hay là ở nhà. Đi thiền hành cũng thực hành không nói, cho tâm mình tĩnh lặng, rồi sau đó mình mới tọa thiền, ngồi xuống cái chỗ của mình để mình thành thiền. Thì khi mình tới cái chỗ mình ngồi thiền rồi, cái mình biết ngồi trong cái gối như thế nào, cái lưng thẳng đứng như thế nào, tầm mắt nhìn ở đâu, thì tất cả những cái đó mình đã làm theo thói quen rồi, nó trở thành cái nhận thức của mình rồi, không có cần cái suy nghĩ nữa. Cho nên trong suốt cái thời gian mình thực hành thiền, hoàn toàn mình yên lặng trung tâm, chứ không có phải suy nghĩ hay là ghi nhớ. Thành thử đây là cái kết quả của cái việc thực hành nhiều lần đó, để thành lập nhận thức đó. Đây là nhận thức về tổ tập. Rồi thêm một cái nhận thức thứ ba nữa là nhận thức tình thế. Bây giờ trong khi ngồi thiền, có những cái biến chuyển gì trong thân, trong tâm, mình đều ghi nhớ, đều biết, từng chút, từng chút. Ví
Ví dụ như những cái tác động sinh học gì xảy ra mình biết liền, là nhờ mình thực hành nhiều lần rồi mình biết đó chỉ là những tác động sinh học thôi, mình không có lo sợ, mình không có vui mừng, hay là mình không có e ngại, mình cũng không có suy nghĩ. Do đó những cái vọng tâm vọng tưởng không phải là, ví dụ như mình vừa vô mình ngồi thiền tắt hết vọng tưởng để mình cảm nghe nước bọt tiết ra thì tự động mình nuốt thôi, rồi mình nghe hơi ấm, hay là mình tự nhiên mình nghe trong cái đầu mình nó nhẹ hẳn lên, mình biết đó là những cái tác động sinh học thôi. Đó là nhận thức về thực tế. Đây là những tác động sinh học. Khi ngồi thiền á, và cuối cùng khi mình an trú trong nhận thức không lời rồi, bây giờ đây là tới gợi lên, gọi là nhận thức gợi lên. Mình gợi lên cái gì? Mình gợi lên cái chủ đề của mình. Ví dụ như mình muốn cho cái trạng thái không lời vững chắc thì mình gọi lên cái chủ đề không nói. Thì cái tác dụng của nhận thức gọi lên nó có nhiều lắm, tức là nó trị vọng tưởng, nó trị hôn trầm,